Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu hay còn gọi là kỹ sư hẹp. Kế bên tôi đây là một chiếc Ducati. Và cái đặc trưng của Ducati đó chính là một gắp mâm đặt một bên. Vậy thì nhiều bạn sẽ rất là thắc mắc, thì nó hoạt động như thế nào, nó chạy như thế nào, rồi làm sao nó tăng sên được, rồi mỗi lần tăng sên rồi sên bọng rồi đĩa thắng các thứ nó sẽ lộn xộn ra làm sao. Thì có rất là nhiều người ta không hiểu cái nguyên tắc hoạt động của những cái con Ducati đi một cách như thế này. Vì thế hôm nay mình sẽ tháo rã toàn bộ những cái chi tiết bên trong cái một gắp để cho các bạn xem thử bên trong nó như thế nào, và cũng thể giúp ích được cho các bạn nếu các bạn muốn độ xe làm một gắp tại nhà, nếu các bạn có đủ đồ nghề để mà xử lý. Thì đầu tiên á, đây là một cái gắp mô phỏng chiếc xe của tôi đây. Đây là xe của tôi ráng trên xe. Thì giờ tôi sẽ tháo thử một gắp khác ra để coi nó gồm những phần như thế nào. Thì điều đầu tiên tôi sẽ tháo cái mâm trước. Tôi sẽ tháo cái mâm để cho các bạn thấy ở phía bên trong cái mâm nó là cái gì. Đây, tôi sẽ tháo con ốc mâm ra. Con ốc mâm này khi mình tháo nó ra là mình có thể lấy được mâm rồi. Nó rất là đơn giản, chỉ một ốc duy nhất thôi, sẽ rất là dễ dàng cho những người chạy Ducati khi mà mình thay vỏ, chứ phải mua được cái đầu khóa bự như thế này thôi. Đó, khi mình tháo cái mâm ra thì phía bên ngoài ông tán sẽ là có một cái cục lót. Lót này để làm chi? Thì cái mặt này nó côn để nó khớp với cái này, để nó giữ cho lúc mình siết vô nó không có bị chạy lệch chỗ khác. Đó. Và cái mâm này nó gắn trên xe bởi cái gì? Thực ra thì con ốc này á, nó chính là con ốc để giữ cái mâm không bị chạy ra thôi. Chứ còn mà khi mà cái mâm nó xoay á thì nó sẽ gắn bằng bốn cái chấu như thế này. Đây, trên cái cùi của một cắp nó sẽ có những cái chấu, một chấu, hai chấu, ba chấu, bốn chấu. Và khi mình đút vào cái mâm á thì nó phải tương ứng với bốn lỗ như thế này. Thì đây chính là cái để nó giữ cái mâm khi nó quay. Còn con ốc dặn vào là để giữ cho cái mâm không rớt ra. Đó. Thì trên cái bộ một cắp thì nó lúc nào nó sẽ gồm một cái cùi đĩa răng bên đây. Cái đĩa thắng nó dính trên cái cùi cái cốt. Đây là cái cốt, cốt dài từ bên đây nguyên khối qua bên đây. Và đây là con heo thắng và cái bát. Thì đầu tiên mình sẽ tháo con heo thắng cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ tháo con heo thắng ra. Đó, thì con heo thắng nó sẽ bắt vào hai lỗ như thế này. Đây là xe nó có ABS nên nó sẽ có một cái dòng ABS, con mắt đọc nó sẽ nằm ở đây. Đó, để nó đọc tốc độ. Và rồi, đây, tôi sẽ tháo cái bên cùi răng ra. Nhiều bạn sẽ suy nghĩ, một gắp cái cùi nằm ở giữa thì làm sao tăng sên được. Nhiều người không hiểu được, tại vì mình chưa nhìn thấy mà không có hiểu. Nên là hôm nay mình sẽ tháo nó ra cho các bạn coi. Đây là cái cùi đĩa răng ha. Cái cùi đĩa răng này á, nó lại gồm hai phần, phần đĩa và phần cùi. Đây, mình sẽ tháo nó ra. Phần cùi nó như thế này và phần đĩa nó như thế này. Thì với cái phần cùi á, nó sẽ gồm những cái cao su. Cái này gọi là cao su chống giật, nói chung là giảm sốc khi mà mình giặt á, nó êm. Đó, thì nó sẽ gồm những cái này, nó gắn bằng những con ốc gắn dính vào cùi này. Thì cùi này bắt đầu nó mới ép lên trên phần cùi đĩa răng. Đó, nó phân riêng ra. Vậy nên nghĩa là khi mà mình thay đĩa răng á, mình chỉ thay cái phần này thôi chứ mình không có thay này chi hết. Đó, thì mình tháo đĩa răng ra. Đó, thế giờ rồi nó là cái cùi đĩa răng. Thì bây giờ cái nguyên tắc hoạt động của nó là sao? Là cái cốt bánh nó sẽ nằm trên một cái bộ ổ bi. Thì cái bộ ổ bi này nó không nằm chính giữa của cái phần trục gắp. Phía bên trong đây nó chính là cái phần dính trên cái gắp, là nó hình tròn. Thì cái phần ổ bi nó sẽ là gồm nguyên một cụm như thế này, nó sọt vào. Kế đến sẽ là cái cốt gắn vào. Thì cái mánh của nó sàn một gắp có nghĩa là nó không đặt ngay chính giữa, mình sẽ đặt lệch tâm ở một bên để làm chi? Để có thể tăng sên được. Thì khi mà đặt lệch tâm một bên thì khi mà cái ổ bên trong đây nó xoay, điều đó sẽ là cái gì? Điều đó sẽ là thay đổi di chuyển cái phần trục này từ trên xuống dưới, đi theo cái đường tròn, thì nó sẽ kéo dài ra và ngắn đi.
tùy vào mình tăng sơn mình để. Và bên đây thì khi mà tăng sơn thì tại vì cái cốt của nó có dính cả đĩa thắng nữa, nên nếu mà đĩa răng đã di chuyển giờ phía sau thì nghĩa là đĩa thắng nó sẽ giờ phía sau. Thì nếu như vậy con heo nó bắt thì dĩ nhiên nó cái bắt heo nó với con heo phải đi giờ chung một bộ với lại cái đĩa thắng thì nó mới xài được. Thì họ để xử lý cái chuyện đó như thế nào? Họ xử lý bằng cách họ làm cái bắt heo cũng gắn lệch tâm trên cái bộ bi này đó, nó gắn khớp vô, nhét một bộ khớp vô. Ở trên đây nó sẽ có một căn ốc để ốc lóc, trên đây nó sẽ có cái rãnh trượt chạy như thế này. Và khi mà cái ổ bi trong đây nó xoay, đây tôi sẽ thử tôi xoay cho các bạn xem. Và khi mà ổ bi bên trong xoay, cái bát này nó cũng sẽ xoay theo luôn. Đây các bạn hãy nhìn nhé. Đấy, khi mà tôi xoay cái ổ bi đó, các bạn sẽ chú ý không? Tôi xoay nguyên cái ổ là nó cũng sẽ xoay cái bát heo nó chạy theo như vậy. Điều đó sẽ nghĩa là gì? Nghĩa là đĩa thắng và bát heo sẽ di chuyển cùng với nhau. Điều đó sẽ giúp cho các bạn tăng sơn mà không phải lo lệch về đĩa thắng hay là về đĩa răng. Đó, đấy chính là cách tăng sơn của một góc. Thì khi mà tăng sơn chúng ta phải có cái dụng cụ để chúng ta cạo cái góc này nó xoay. Đấy, khi bây giờ là phía bên đĩa, còn phía bên đĩa răng này nhé. Các bạn nhìn lại ha, tôi sẽ gắn cái cùi đĩa răng này lên cho các bạn dễ nhìn ha. Đó, đại khái vậy đi ha. Rồi, đại khái vậy đi. Thì khi mà tôi tăng sơn á là cái đĩa răng nó sẽ tự kéo ra đằng trước hay kéo ra đằng sau tùy vào cái hướng mà tôi kéo. Đó, cái đĩa nó sẽ di chuyển nguyên cái bộ đó, nó sẽ làm cho cái vị trí của cái đĩa răng nó thay đổi, lúc đó là mình sẽ tăng sơn được. Đấy, bây giờ sẽ làm lại một lần nữa để cho các bạn nhìn rõ hơn. Đó, khi mà tôi thay cái vị trí cốt, cái cốt nó sẽ chạy, có nghĩa là cái gắt chúng ta vẫn đứng yên nhưng mà cái phần cốt nó sẽ di chuyển từ đằng trước ra đằng sau hoặc là từ đằng sau ra đằng trước tùy vào mình tâm chỉnh. Đó là nguyên lý hoạt động của toàn bộ các loại một gắt. Đấy, các bạn thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ chỉnh lại cho các bạn xem lần nữa ha. Đó, nó sẽ chạy tới phía trước. Cái gắt thì nó vẫn đứng yên nhưng mà cái cốt nó sẽ di chuyển từ trước ra sau và nó lôi theo cả bát heo, cả con heo và cả bộ đĩa, tất cả đều di chuyển tại vì nó nằm trên cùng một trục mà. Đây, thì với mà các bạn nào mà muốn mà độ một gắt á, ở nước ngoài người ta hay như thế này. Người ta sẽ có nhiều cách, người ta sẽ mua nguyên cái bộ ruột, mua cái bộ ruột từ cốt bánh các thứ gì hết, nhưng mà ta không có mua cái gắp. Người ta về ta sẽ tiện cái vỏ ngoài ở đây bằng sắt, xong người ta mới hàn một cái bộ gắp vào cái xe của người ta, sau đó người ta chỉ việc thả cái bộ ruột này vào. Và ở Việt Nam cũng có một số người ta sẽ làm như thế này, người ta sẽ tự làm cái bộ ruột ở dưới đây. Thì bên trong cái bộ ruột này nó không có gì hết, chỉ là một cái khối nhôm, bạn khoan lỗ lợp tâm, sau đó bạn để bạc đạn vào là coi như là bạn có thể chế một gắp rồi. Đó, đấy, còn một gắp nó chỉ có như thế này thôi, nó không có gì phức tạp cả. Này, tôi tháo cái bát heo lên cho các bạn xem hết. Tôi sẽ tháo luôn bộ bi cho các bạn xem chi tiết.
Đó. Chỉ là như thế này thôi. Thường là người ta đỏ người ta chỉ mua nguyên một bộ rộn như thế này, và người ta tự tiện thế này, ta tự hàng lại lên xe, sau đó ta lấy nguyên bộ rộn này gắn vào. Nhưng mà bộ này nó bán hơi mắc á. Nếu mà chỉ có bộ ổ này thôi á, đồ zin có tháo xe của những chiếc Louis Vuitton thế này thì giá nó có từ khoảng 7-8 triệu một bộ nguyên set. Hoặc hơn, tùy dòng nữa, nó rất là mắc. Nhưng mà vậy vẫn sẽ rẻ hơn là mình mua nguyên set cả gấp. Bây giờ mình sẽ tự chế nhiều tốt hơn. Đó. Hy vọng là các bạn đã hiểu được cái nguyên tắc hoạt động của nó. Nguyên tắc hoạt động của một gấp đó chính là gắn bộ là tâm, và từ đó chúng ta có thể tăng sơn được tất cả. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau.